Ok. đi đường vẫn vẫn nhớ, nhưng có mỗi cái từ gì nhỉ, lực hút trái đất mình không nhớ nổi. Trái đất hả? Lực Lực hút hút hả? gì? À, lực hút. Ok. À, với À. lại có cái Yeah. câu mà cái câu mà gì nhỉ, pull pull belly button in ấy, pull To spine ấy, nhớ chưa, your tự hỏi. Tôi hỏi chị kia, chị bảo là nếu mà bọn chị dùng thì chị chỉ dùng kiểu nghĩa chị chỉ dùng là pull in thôi, chứ không dùng tu, chỉ là đâu, người ta pull vẫn tu mà. Thí dụ như trong cái hình này nè, người ta ghi tu luôn á. Nè, tu nè, thấy không? đấy. Kiểu hôm trước tôi hỏi, tôi bảo là nếu mà em dùng cái câu này thì chị có hiểu không? Thế chị bảo là nếu mà dùng thì chị sẽ thường dùng kiểu kia hơn. Thôi thì vẫn được, không phải là không xa không đúng mà cũng nó cũng không sai. Thì thôi, chị có kinh nghiệm nhiều thì mình cứ dùng theo chị đi. Phương Ninh cũng được. À, chị thì không phải là giáo Chị có chồng nước ngoài đúng viên. không? Chị là kiểu ở bên đấy thôi, chị ở bên Mỹ. Thì cũng được, cũng có nhiều kinh nghiệm, không sao, mình cứ dùng như chị cũng được, không sao. Đấy. Right, pull your belly button in, hoặc là, nhưng mà in như vậy á, in inspire hả? Ý chị nói Không là nha, pull, tới chị in chỉ thôi bảo đúng không? dùng đến in thôi. À rồi, ok. Rồi. Ừ, thì tới đó thì được. Chứ nếu mày tới button rồi ngừng đó thì không được ha. Là có nghĩa pull your belly button in chấm hết. Khỏi Thì chị cần bảo là spine. nếu mà dùng thì chị sẽ thử sẽ bọn chị sẽ dùng câu như thế. Vậy chứ gọn cũng được, không sao. Bạn ngồi đó có nghe cái tiếng cọt kẹt gì không? Không, vậy thôi tốt. Đây nè, stop using pull your belly button as a cue. As a cue có nghĩa là, ý như người ta nói là đừng có dùng cái câu kiểu này nữa, nghĩa là in hay là in towards your spine gì đó. Đấy. À, cái là kéo vô hướng tới cuộc sống. Đấy, thì người ta kêu đừng xài câu đó nữa. Có đâu Không không? rồi. Đấy. Rồi. Suốt yếu phụ. Should you pull Thế là your sao lại không dùng? belly button? Ý người ta nói là ai biết gì? Thì có nhiều ý kiến người ta phản đối nhau mà. Thì các trường phái khác nhau, bộ Ừ. môn khác nhau. Gì nó cũng Pull có ý kiến qua lại. Nè. belly button. Pull your navel to your spine nè. Ha. Hoặc mình muốn thì mình có kiểu pull in cũng được, pull your navel in. Đấy, kiểu nào cũng được nha. Hôm trước dậy thì kiểu hỏi thêm mà. Nào cũng được. Rồi, and next. Tôi cũng hỏi kiểu là chị có dùng, nếu thì có dùng từ navel không, chị bảo chúng chỉ dùng từ belly button thôi, không dùng cái từ kia. Cái từ kia thì nó hơi kiểu y khoa quá, kiểu giống như là mình Là từ hôm đấy hỏi xong là mình cũng chỉ vừa đi vừa lẩm bẩm cái từ belly nó phải xài nó mới nhớ được chứ. Rồi bây giờ mình còn nhớ mấy cái từ như là trọng lực không? đấy, cái từ đấy là tôi không nhớ nổi đấy. Cra cra cra. À, để kiếm cái bài hát nào nó có chữ gravity. Việt sắp thôi. Không biết có cái Gravity. bài hát nào không? Có phim gravity thôi chứ không có bài hát nha. À, phim thì phim gravity, còn bài hát thì không có. Rồi, giờ mình có nè. Xương xương cái đốt sống là gì? Đốt sống số ít. Chiều Vertebra này là hay vertebra hay vertebrae bra hay vertebra đúng không? Đấy, còn số nhiều là gì? bra Vertebrae.
Đấy, có đọc là vertebrae không? Hôm tôi cũng hỏi chị kia, À. sau này chị bảo là chị sẽ chị bảo là không đọc kiểu vertebrae bao giờ, À, mà đọc nên là là bre bra. bre gì đấy, À, bre thôi. bri, bri, đúng không? Bri với bra ha. Đúng không? Vậy bra là số ít nè. Vertebra. Số nhiều nè. Vertebrae. Mình có hai cách mà. Một là vertebrae hay là vertebrae. 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 À, thì chỉ muốn họ kiểu nào phong thông dụng thì mình nghe thôi, nhưng mà để mình coi cái Google báo động sao nha. Đây. Vertebrae. Báo động sao? Vertebrae. Vertebrae. Ok. Thì nói chung là nó hên xui ha. Hên xui. Đôi khi thì cái chỗ chị ở thì người ta chỉ nói thế thôi, còn có người thì người ta nói kiểu khác. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, so rồi khả năng cao là brave brave gì người ta cũng hiểu, không sao hết. Rồi next mình có cái cơ bụng thì dễ rồi đúng không, mình có hít vào thở ra, ngoài exhale và inhale mình còn cách nào nữa không? Breathing in, breathing out. À, nếu Breathing. breathing rồi thì mình không breathing in nữa nha. Mình là nối giữa cái chữ the này nè và chữ in nên tạo thành là breathing. 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 À, không phải Thinh. thing đâu. Khi nào hơi thở nó mới là the, còn động từ nó sẽ là the. Nên mình sẽ là breathing. 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 Le lưỡi, nhớ le lưỡi không? Breathing. Breathing. Không, không. Breathing. Nó là the, nó là the. Breathe, Breathing. breathe Breathe in, in. Ừ. breathe in, Breathing. breathe in, Breathe, breathing. breathing. Rồi, còn cái này là breathe. Breathe Down, gì? down. Breathe out. Breathe out slowly. Breathe out. Down. Slowly. Đấy. Đấy. Rồi. Mở rộng khung sườn, đóng khung sườn là đúng không? Rồi mình kêu là đừng đừng cong đầu gối của bạn. Đun Dạ, trong bend your knees. Ha. Có hỏi chị luôn chữ dùng chữ flex hay là bend không? không, bình thường tập là cũng toàn dùng band rồi, chỉ có cái từ gập cổ chân đi thì sẽ gọi là flex feet. Flex, flex gì? Feet thì duỗi mũi, gập 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 cổ chân đi. À, ok. Như ở trong giải phẫu thì sẽ dùng cái từ khác, nhưng mà lúc học ví dụ tôi hay nhắc là gập cổ chân thì chị sẽ nhắc anh như flex flex feet đi. À, flex feet. Rồi, mình nói tiếp tục thở ra thì mình nói sao? Keep kia là keep going đúng À. không? Rồi. Keep doing. À, Continue continue breathe. thì là động từ thường, nó sẽ to breathe. À, continue to breathe. Nhưng mà nếu mình keep thì keep verb thường hay verb in? Going. À, keep doing ha. Sau mình nói tiếp tục thở ra đi thì nói sao? Keep breathing, breathe down, brow, À. breathe going, hay breathing out. Keep À, keep going hay keep reading nào? going, À. keep Keep going là breathing tiếp down. đi, tiếp đi, tiếp đi. À, còn cái keep thở ra là gì? Exhale hoặc là breathe, Exhaling. breathing down. À, breathing This, out. Vậy thì mình nói sao? Keep breathing, breathing down, breathing out. hay breathing? Hồi nãy mình nói là breathing đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ nói là gì? Keep. Nhưng đang keep thì cùng với going thì verb in thì tôi nghĩ từ breathing thì thêm đuôi in rồi À. từ out thì sao? À, nó sẽ khi mà động danh từ ấy nha, nó là thờ, mà khi là động từ thì nó là the nha.
hơi thở. À, động từ là được. Hold your Breath, breath. breathe. Hold your breath. Breathing. Đấy. Breathe và in đọc là breathing. Nè, hold your breath. Khi nào kêu người ta nín thở là hold your breath. Hold your breath. Breathe in. Rồi, vô chị. À, vô thư, thư. Hold your breath. Hold your breath. Ừ, thở ra. Hold your breath. 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 Hold your breath. Yeah, hold your Hold. breath. Hold your breath. 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 Okay. Breath. Rồi, next thì mình sẽ có là ở đây. Breathe in. Breathe in. Yeah, Zen. breathing. Breathe in. Zen. Ừ. Nó rồi zin. Nó là the nè. Với là in là in. Breathe in. Breathe Ừ. The với in là in nè. Breathing. Breathe in. Breathe The in Gina, breathing. Breathe Bỏ e đi, còn th này nhân th này lúc này thành the rồi. So nó sẽ là breathing. Breathe in. Breathe À. in. À. Chỉ có khi nào hơi thở mới là thờ nè. Hold your breath. Okay. Rồi, next mình có hạ cầm xuống. Chin down. À, ok. Rồi, ok. À, cuộn từng đốt sóng các bạn. Ron Roll. Ron vừa thì Each of your. Ron each of vertebrae down. Ah, yes, vertebrae down, ha. So each là mỗi hay là mọi? Mỗi Mỗi. Okay. Each of your vertebrae down. Rồi. And each of your vertebrae hoặc là vertebrae. Rồi, ok ha. Down. Đây. Đây. Next mình kêu là trọng lực kéo mọi thứ xuống. gravity feel Gravity. very gravity full Pulls. full à ừ đấy còn cái câu này nữa thì tôi hỏi là nếu mà dùng thì chị sẽ dùng neck hay là dùng cái từ cervical À. thì nếu mà dùng thì chị sẽ dùng neck Thì tại vì người bình thường người ta đang nói chuyện bình thường thôi. chứ nói cervical đúng là người ta không hiểu. Yeah, cervical. Đốt sống cổ thì thôi neck vertebra đi cho rồi, vertebrae đi cho rồi ha. Đấy, cervical. Đấy. Ok, rồi mình nói nè, trọng lực kéo mọi thứ đi xuống. Gravity. Gravity. Gravity, 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 Rồi, gravity, kéo mọi thứ xuống. gravity, pull, Pulse. pull, kéo mọi thứ hay là kéo Kéo đốt xuống sống? chứ. Bây giờ kéo mọi thứ chứ. Sao kéo đốt sống được. Pull Down. everything Down. 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 Đấy. Down còn không downwards. Còn bí quá thì down. Down là được ha. Rồi. Tiếp mình có cảm thấy như trọng lực đang kéo cái đốt sống cổ của bạn xuống. Feel. Gravity pull pulling your neck Mình sẽ nói là down feel your gravity pull
I feel gravity pulling your neck vertebrae down. Vertebrae đi. Nếu như người ta thích breathe thì mình breathe. Một breathe hay rầy thôi. Đấy. Down. Thế thôi. Rồi, next mình kêu cảm nhận khung sườn mở rộng ra hai phía. Mình có mở rộng là gì? Gì nhỉ? Không dùng từ open. Rip, rip, không rip, dùng... cái gì đó. Nó là cage, yeah. Rip cage, bone. Rip bone. Rip cage. Rip cage. Rồi, mở rộng. Không nhớ. Rồi, it's, nào mình coi chữ nào nha. Expand, 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 expand. Nó là chữ nào? Expand. Tôi nhớ, bây giờ nói nhắc đến đây thì nhớ là expand. Rồi, expand nào? Expand số 2. Rồi, còn mấy cái này khác nha. Đấy. So, ví dụ như ở đây, mình có nè. Expand mở rộng nè, expense này chi phí nè, extend này cũng mở rộng, extend nhưng mà dài hơn hoặc rộng hơn, còn expand này á nó rộng hơn, nói chung là nó cũng là bự hơn luôn á, làm cho bự hơn thì nhưng mà người ta chỉ dùng expand thôi chứ không extend. Thí dụ extend nè, thường thường là mình rộng ra, còn expand là nhiều phía luôn. Nên nói khung sườn mở rộng thì người ta chỉ dùng là expand thôi nha. Rồi, ok, next. Vậy thì mình ráp lại đi. Cảm nhận khung sườn mở rộng ra hai phía. Feel through the rib cage expand. Ra hai phía. Two. Two. Ra. Cái phía là sao? Mình kêu nghiêng qua một phía, cong qua một phía là sao? Bend. Bend. Bow bend. No. Bend ra hai phía. Phía là gì? Cái sờ sờ gì đó. Side. Side. Rồi okay. Expand. Bow side. Khiêu ở đây có sờ nè. Expand to bow. Bow side. Cả hai là số nhiều thì thêm. Size. My size. So feel the rib band, rib cage is bent to both sides. Mình có thể thêm in mà không thêm in cũng được, không quan trọng. Đấy, không thêm in cũng được. Feel the rib cage expand to both sides. Rồi, again, please. Yo. Feel the rib cage expands to both sides. Both sides. Right. Side. 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 Okay. Side. Side. Từ được. Nhưng mà danh từ số nhiều thì mình sẽ sờ. Rồi. Next. Ở đây mình có another. Another có nghĩa là gì? Nope. Another nè. Mình có ít dùng cái từ mình có other, another và the others. Đấy. So nó đều biết cái này ha. Thế gì qua phía bên kia đi, lỡ như hôm đó mình buồn buồn lên mình không nói là qua hai phía, mình nói qua phía bên kia thì mình phải nói là to the other side, đúng không? Là mình phải có cái chữ khác ha. Rồi so ở đây mình có other, nó là một tính từ nghĩa là khác. Another có nghĩa là một cái gì đó khác. For example, another girl, một cô gái khác. Đấy, tại vì nó có an và other đó, là một khác á. Rồi và the others là những cái khác, những người khác. Thì giống như mình rút gọn danh từ vậy đó. Thay vì mình nói tôi muốn những đôi tất khác đi, thì I want an the others. Nói vậy là người ta hiểu rồi. Right. So, tính từ nè. Other. Khi người ta hỏi. Right. Other với lại an other. Yeah. Nghĩa nó cũng là nói luôn. Như ơ với an giống như trước danh từ kìa. Đó, nó gặp ơ. Nó là an ấy. Another.
nói luôn another, nghĩa là nó cái đấy là một dành khác, cho, số số ít hay số nhiều, là số in. số ít thì nó cộng danh từ số ít đó, thay vì người ta nói tách riêng ra thành là do you Nó ở want trước loại. an other drink, đấy bạn có muốn một cái đồ uống khác không, thì người ta sẽ nói gọn gọn vô thành you want another drink, vô thành từ luôn, thay vì nó tách ra vậy nè thì nó làm cho mình gọn gàng bằng another drink. Thế là another dùng với danh từ là không đếm được. À số ít chứ, phải đếm được Số chứ. ít. Ừ. Thế thì Một cái về cái order kia là order không ạ? kia thì sao cũng được, cái order kia thì thường là dùng cho danh từ số nhiều ha. Hoặc là qua phía bên kia, qua phía bên kia to the other side ha, nói chung là nó ít nhiều gì cũng được nha, ít nhiều gì cũng được, nhưng another thì chắc chắn là phải số ít, tại vì nó có in á. Rồi, and would you like another Thích dùng cái nào cũng được à? drink? Không, thí dụ như mình nói là qua phía bên kia thì là qua phía bên kia chứ không phải qua một phía bên kia đúng không? Thì mình nói là gặp qua phía bên kia thì mình nói sao? Bên Bên to other qua to the other side. Đấy. Bên to the other side. Gặp qua phía bên bên kia. to to gì? The other side. The order. Side. À. Sao lại phải thêm chữ the order? Tại vì danh từ mà đếm được mà số ít á, thì một là mình phải có một hai, hoặc là nếu không đếm thì phải có bỏ đi vô cho nó, chứ không có trống vắng như vậy được, chứ không có bend to other side được, bend to the other side. Giống như mình nói là let's go to the beach chứ không được nói là let's go to beach, người ta sẽ hỏi là mấy beach hay là beach nào, hay người ta sẽ mình sẽ nói là the beach. Đấy. Những thứ mà không đếm được mình không cần phải đếm, kiểu như là đi biển đi hay là gặp qua bên kia đi thì không có số lượng, nhưng nó lại là danh từ đếm được thì không để trống được mà phải nhét cái đời vô. Đấy. So, do you have others? Okay. I think for example I don't like the shoes. Do you have others? Nên chữ others này nó bằng với other shoes. Đấy. Rồi, thế thôi. So, ở đây mình có nè. Cái chữ other đấy nó cũng phổ biến lắm. Sao mình nói là gặp qua bên khác thì mình nói sao? Gặp Gặp qua rồi bên kia, bend cũng được. đấy, làm gì có gặp sang bên kia, gặp Vậy chỉ có hả? gặp trước, gặp Gặp trước gặp vào sau. Mình có cái nào mà qua bên kia không? Nhìn qua bên kia đi. quay 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 Turn, please turn, turn, turn. Rồi. Rồi sau nữa. chuyện Turn to. từ xoay thân là gì Xoay là turn. Còn bình thường mình dùng chữ nào là xoay? tôi từ tweet. Chữ gì? Treat. Biết sao? Cái gì W-E-S-T W, E. À, twist. Twist. à? Tờ, Cái gì? twister. Mình phải đọc tờ rõ ràng. Twist. 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 Ha. Y ngắn thành E. So. Twist. Twist. Này là xoắn. Là gì? Xoắn. Kiểu vạn toán này, vạn Vặn. xoắn này. Ha. Twist. Bend. Rồi mình có gì đây nè. Đây nè. Twist nè. Thí dụ như mình twisting nè. Xoắn, xoắn, xoắn như nè ha. Còn bend là gặp thôi. Đấy. Bên là gặp Đấy, bend thì nó là gặp chỉ nè. có gặp, nó chỉ có gặp với vạn xoắn thôi mà. Dạ hả? À, ok. Ừ. Rồi. So, mình sẽ nói là xoay qua bên kia. Xoắn qua bên kia. Twist Xoắn. to Twist. the other That's right. Twist to the other side. Twist to the other side. Đây, mình phải đọc rõ ràng. The other, lưỡi lưỡi nha. side. Twist to the other side. Cái Twist đấy là bạn ơ to the other side. test to the other À, tại biết sao other nó là nó là nguyên âm nên mình phải đọc là the. Đấy. Twist to the other side.
Rồi. Không biết có ai làm cái kiểu này cho mình không nữa, giống vậy luôn. Không, đây nè. Post with a twist nè. Đúng không? Sit it twist nè. Xoắn ngồi trên ghế nè. Đấy. Rồi. Nhưng mà không ai nói câu twist to Rồi, mình nói là thôi vậy là được rồi ha, là mình cũng hiểu được cái chỗ này rồi, the others này nọ rồi. So, do you have the others? Do you have others? Đấy, bạn có cái khác không? Đó, cái khác không? Ý là vậy đó. Rồi, xong. That's it. Là mình biết về other rồi ha. Rồi, vậy ở đây mình nói là I'll see you in another life when we are both cats. Nghĩa là sao? Tôi sẽ gặp bạn ở Cuộc sống khác à, ý là một kiếp khác khi mà chúng ta cùng là mèo. á. Ok không? Nghe rất khứa hẹn đúng không? Ok, so ở đây mình có nè, đóng khung sườn của bạn à. Rồi, và rút rốn sâu hơn một chút, đóng giống như là open và close đấy. Đóng khung sườn của bạn, cho belly button Một chút là gì? little. A little. Tự nhiên cái hàm giọng vậy. Mình có một chút nữa nha, là a little hoặc là a little bit, miss you. Đấy. So miss you a little bit có nghĩa là nhớ bạn tí thôi. A little bit. Bit, bit. Nó có nhiều cái để nói về một chút lắm, thế nhiều là a bit, a tad. Đấy, a bit nè, a tad nè. A dash ha. Là một cái a dash of color đi. Ví dụ đi, một chút màu sắc, đúng rồi. Rồi, so, right. Một a dash á, là ở không á, thì lại là một cái dấu gạch ngang. Nhưng, một dấu gạch ngang chứ. Còn a dash of color là một chút, a tad cũng là một chút, a bit cũng là một chút. Nên mình có thể nói là a little bit, whatever. So, đấy, a bit, ý ngắn đọc thành e. Bit, A bit, bit. bit, Cái gì nhỉ? Khi nào mà cat. y ngắn? Khi nào mà Cứ mình y thấy ngắn. á, một chữ y là thường là y ngắn, còn khi nào mà e hoặc e a á, thì thường là y dài, Đã ý, hoặc là ý là e tôi a. đang quên khi nào y chuyển thành e. Y ngắn. Bit, bit, bit. Khi nào thì nó chuyển thành e. À, y ngắn. Rồi, Bit, bit. cứ y ngắn là e đúng không? Bit. Bit Ok. nghe sang hẳn hả? Bit. Khi mà chửi lộn á cũng phải chửi vậy nha, cũng phải đổi thành y nga ê ê nha. Hey bitch chứ không phải hey bitch. Nó lại đứng nó cười, nó mắc cười quá. Cho nghe nè. Hey bitch, get out the way bitch. Đấy. Đấy. Bitch, bitch, bitch. Bitch. Yeah, nghe sang mồm nha. Mặc dù đang chửi lộn nhưng vẫn rất sang. So, a bitch. Tí thôi. Đấy. So, a bit, a tad. Tad. Cũng là một chút nha. Tad. Thôi, tôi Tad. tự kiếm. Bit. Bit. Bit, bit, Bit. 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 Dash. Bit. Bit. Rồi. Rồi, ok. Đấy, đây là một số cái từ là một chút. So, vậy thì mình nói là rút lớn vô một tí thôi. Sâu thôi. Sâu một tí thôi. So, miss you a little bit nè. A little bit. Rồi. So, sâu là deep hay là shallow? Deep, Deep. Yeah. Hai e nè. deep, Deep. deep, Yeah. deep, Deep. 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 Rồi. Close your rib cage, and pull your belly button a little bit. Sâu hơn.
deeper. Đúng That's right, nè. Dig a little bit. Dig a little deeper nghĩa là đào sâu hơn một chút. Ha. Đấy. So, pull it a little deeper. Đấy. Kéo a little deeper. rồi, page and bronze. Belly button a little, à, a little À, giọng Mỹ a little, deeper. yeah, a Little. little, A little deeper. A yeah, little. deeper, yeah, deeper, Deep. Deeper. deeper, Deeper. đỡ mình để lưỡi lên trên hàm răng trên là xong, deeper, Deep. deeper, Deeper. Deeper. deeper, Deeper. yeah. Close your ribcage and pull your belly button a little deeper. Okay, coi nha. Close your rib cage and pull your belly button a little deeper. Close your Deep. rib cage and pull your belly button a little deeper. Can please? Ở đây nó nói nè, close your rib cage and đúng không? Mình nói thôi. Close your rib cage. Close your rib cage. Close your rib cage. Chờ 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 nó Chờ sẽ ăn với chờ em thành chen. close your cage Sao sao tổ hỏa nên cười cười. close your cage nào cái gì nhỉ? A little Little deeper deep deeper. deeper deeper Deeper. deeper Yeah. Yeah, mình phải deep, 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 deep. Deep, 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 right? deep, Deeper, deep, deep, okay, deep. deeper, and Your belly button a little deep, deeper, deeper. okay, mình có nhanh nhanh hơn nhanh nhất là gì? Fast, Nhanh hơn. faster, Faster, chữ s phải giữ lại nha. Faster. faster, Rồi, nhanh nhất. faster, À, nhưng phải có chữ d vô. Nhanh, cái nhất á là phải có d. The fastest. fastest. Ok, nhanh hơn. À, nếu mà thường thì có chữ đen. Faster đen. Đấy. Deep, deeper và the deepest. The Đấy. Deepest. deepest. Còn thí dụ như đẹp gái hơn, đẹp gái nhất thì sao? Beauty. Beautiful. Beautiful, beautiful, No, mình fuller. sẽ là so sánh hơn của số nhiều, mình sẽ cái tính từ ba vần á, thí dụ difficult là ba vần đúng không? Thì nó sẽ more. À, Đấy, more. chứ là đến kiểu cái này gọi là cái gì nhỉ? À. Ngữ pháp Review lại ngữ pháp tí cho vui mà. more difficult, the most, Difficult. Đấy. most difficult, Đấy, thế thôi. Đó là những gì most mình cần lưu ý ha. difficult. Ê, người phụ nữ đẹp nhất thế giới là gì? Woman, Tính từ đi trước, danh từ. the woman. The beauty, the most beauty, hay dùng mỗi dùng most không? Most xong tính từ luôn á, the most cộng tính từ nè. The most beautiful Người phụ nữ. woman. Rồi, the most beautiful woman. Đọc là woman nha. Nha. Rồi. The most beautiful woman. 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 Right. Woman. Đây, see the most beautiful woman of all time ha, những người phụ nữ, đây là women số nhiều rồi, những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại. Yeah. Rồi, đây là người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo khoa học nè.
Tại chắc là do cân xứng á, hai bên nhìn cân xứng á. Rất là hiếm người mà có cái gương mặt cân xứng như vậy ha. Kiểu bên này với bên kia nó cũng đều đều như nhau á. Hay quá ha. Mặc dù đánh giá theo mắt thường thì mình sẽ thấy không đẹp bằng mấy cô này. Ha. Các ông chấm kiểu thế nào thì mình bó tay. Rồi. Xong, that's it. Đó là review lại ngữ pháp hen. Rồi, so, con này ok rồi đúng không? Yo. Họng này cũng vui nha. Rồi, mở khung sườn bạn phía trước, về phía trước và về phía sau rồi thở ra. Open your rib cage. Anterior và posterior. À, figure. Figure and form. Cái gì nhỉ? Toward và downward là hướng tới và xuống tới. À, toward là hướng, yeah. Về phía sau sẽ backward. Yeah, backward. Backward là về phía sau. Towards là về hướng trước. Rồi. Sao chỗ kia lại forward? Trời forward là đúng. Forward là hướng về tới, còn toward là hướng đến, còn forward là hướng về phía trước. Cái gì? Forward là hướng về trước. Ừ. Toward là hướng tới, ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Forward là xuống đúng không? Downward xuống, là xuống, upward là lên. Đấy. Downward, upward. Downward. Upward. Xém ra. Mà nó giật lại. Đấy, hướng xuống và hướng lên nè. Downward, upward. Nè. Upward. Backward. Okay. Backward. Back, bờ a cả ác. Backward. Backward. Yeah, yeah. Yeah. Forward. 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 Ủa sao cái chữ upward này người ta viết kỳ kỳ ta? Let me see. Upward đây đúng rồi nè. Nè. Đây nè mình có opens upward nè. Opens downward nè. Thấy không? Đấy. Đây. Đây nè. Ở đây nó có nhiều hướng luôn nè. Upward communication nè. Có nghĩa là giao tiếp hướng nào. Nếu mà upward đó là giao tiếp hướng nào? Upward. Upward. Hướng lên trên. Là hướng lên trên. Ok. Rồi. Còn upward nè. Downward là? Hướng xuống dưới đất. À, hướng xuống. So, vertical. Vertical là gì? Đâu. Vertical nghe quen quen ta. Giống từ cervical. Nhưng nó lại chả liên quan gì hết. Rồi, right. So vertical. Vertical. À, thẳng đứng. Nó sẽ là vertical. 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 Rồi, right. Next. Đó, thôi mình cũng biết mấy hướng như vậy là được rồi ha. Horizontal cũng là hướng ngang nè. Rồi, right. So, here we go. Hello, con. Hello. How are you? Okay, so this is it. So, mình nói là mở khung sườn của bạn về phía trước và phía sau rồi thở ra. Mở khung sườn phía trước, mở khung sườn phía sau và your rib cage. Mở. Open your rib cage. Back. Yeah. Then cái gì nhỉ? Then quên nhỉ? Rồi thở ra. Inhale hay là exhale? Exhale. Úi dồi ôi, mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn có người quên được chữ này xuất sắc. Không, thỉnh thoảng nó vẫn đau đau thì à. Bảo vì đẻ con đi à. Đây nè, bình thường tôi dạy tôi toàn dùng từ exhale con yêu với inhale với exhale thôi chứ à. Tôi cũng ít dùng cái từ kia đó à. Cái từ kia nó dài ấy, xong mình ít dùng à, reading with down ha.
Ừ. À, À, ok. với thực ra là đi học thì các cô toàn dùng từ từ ấy thôi, inhale exhale thôi, nên mình quen. Ừ thì đừng có nhảy qua breathing without ai biểu. Rồi, vô đi bạn. Mở khung sảnh bạn về phía trước rồi và về phía sau rồi thở ra. Inhale, open your rib cage. Nói mỗi thế thôi á. Ừ. Mỗi open your rib cage, back down Hả? and forward. Then Then inhale. exhale, exhale, Exhale. exhale. Okay. Exhale. Okay. Exhale. Yeah. Exhale. Okay. Có ai nói mấy câu này không? Có người nói Không. nên mình nằm ở đây á. Đấy. Nhưng đúng ra là nó phải mở cả ba chứ này là Mở cả một. ba hướng luôn hả? Ở phía bên này nữa, bên sai này nữa. Rồi gì nữa? Này. Mình hít thở nó là mở khung sườn ba phía. À vậy là mình phải nói cái câu là mở khung sườn ba phía đi, mình nói sao? Cái kia phải làm Your rib cage in three cái gì đó. Bây giờ ba mình có hướng. ba hướng ha, mình có three direction hay là three dimensions hay là three director. Three. Three director. Chết từ rồi, lại chọn cái từ không lan quyên gì nhất. Director là giám đốc thưa chị à. Rồi, đây, dimension ha. Dimension. Dimension, dimension. Ocean. Thế hôm qua vừa nãy mình vừa nói cái gì mà hai người nhỉ? Hả? Chứ hắn sao là No. forward với backward, nhưng mà cái direction nó khác, cái dimension ở cái chỗ là hướng này nó không có chiều, còn cái dimension là nó có chiều, nó gọi là chiều á. Như thế này là dimension đấy, còn direction nó chỉ là cái hướng thôi. Còn chính xác thì phải nói là in three dimensions, ba Bình thường tôi chiều. toàn bảo là open three ways, Thế mọi người cũng hiểu trước ngang sau, mà cũng hiểu hả? thế mình cũng điều chỉ cho người ta. Cũng hiểu luôn. À, chắc Bây giờ mình thêm là nó hiểu. three ways, mình sẽ À. là backward, forward, sai bèn. À, sai đấy chứ nhỉ? Mình phải nói là three dimensions. Nha. Dimension. Dạ, dimension hoặc là dimension, nhưng thường người ta sẽ đọc là dimension ha. Three Three dimensions. Đây nè. open Đấy. three Three dimensions. Đấy, three dimensions. Đấy, three dimensions nè. Là 3D á. 3D ấy. Ba hướng nè. Three dimensional space nghĩa là không gian ba chiều. Vậy thì thử tra thử cái câu mà mở 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 rib cage của bạn theo ba hướng thì mình nói sao? Theo ba chiều thì mình nói sao? Cái gì? Mở rib cage của bạn theo ba chiều. Open your rib cage three À, rồi mình sẽ nói là in nha. Open your rib cage in three dimensions. dimension. Open your Rib cage rib cage in này. in three 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 dimensions. dimension Yeah, dimensions. đúng rồi, số nhiều. Rồi. Open rib cage. Cage, cage, nhẹ nhàng thôi, Open cage. your Cage. rib cage In in three three dimensions. dimensions. Okay. Dimensions. Yeah. Right. That's it. Rồi, next. Mình sẽ đóng khung sườn cảm nhận phần sự kết nối của phần bụng.
Close your ribcage and feel the connect of ABD. Mẹ ABS á tôi. hả? Không, mình không đọc là ABS. ABS, mình đọc là apps. Huh? Tôi Feel the connection of your apps. đi. Apps. Nào, mình nghe cái này người ta đọc nè. Abs. 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 Am. Mẹ Abs. am. Abs. Okay. Và cái sự kết nối nó là danh từ, nó phải là connection chứ không phải là connect. Anh Yeah, connect là động từ, ấp mình phải dùng cái chưa connection. dùng từ nào Connection. Apps. ABs Apps. Apps. ABs À, xong cái đó đọc là abdominal. Abdominal. mình Nó chính xác sẽ đọc là abdominal abdominal. abdominal abdominal Và abdominal. No. dom Mình. no Yes. no no Abdominal. Mình nha. Chứ không phải mình nha. mình Mình. Abdominal. mình Hello, how are you? Ai hỏi tên đâu mà chung hoài. Khổ thế. Mình em nói chứ cô này cũng biết nói tiếng Việt à? Tưởng cô là Tây à. Rồi, lại ha. Close your ribcage and feel Hả? the connection of Thôi thế. abdomen. À, Ai. of your apps. Đọc apps đi cho nó khỏe. Of your apps. Hoặc là Nghĩa of là chỉ cần đọc mỗi là apps là người ta cũng hiểu ừ. Trên cái bụng thì à? chỉ có apps thôi. Mình chỉ với cái apps nữa là người ta sẽ hiểu luôn rồi. Hoặc người ta sẽ nói là abdomen. Of your abdomen. Your abdomen đi. Rồi. Là nối cái bụng nè. Thì mình sẽ là abdomen là đúng rồi đó. Abdomen. Abdomen. Còn abdominal là tính từ của nó rồi. Thôi mình abdomen thôi. Abdomen. Thế là dùng cái từ nào? Dùng abdomen, còn không thì dùng apps. 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 Rồi. Abdomen. Rồi. Your abdomen. Abdomen. Close Close your your rib cage. cage and feel the connection of your abs, abdomens. Close junior arm. Yo, please. Close your rib cage and feel the connection of the abdomen. Yes. Of the abdomens, of your abs, whatever, huh? Yeah, nhưng nhớ thêm S là được. S là được. Abdomens. Mình bóng cười cho mẹ đi. Abdomen hình như không cần phải S đâu. Go. Rồi. Bác go. Ok rồi đúng không? Nhưng mà cái chỗ đó phải đọc là connection nha. Con, 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 connection. Connection. Con, 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 con. con, Connection. 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 Okay. Good night. Nó vừa là sự kết nối, nó vừa là mối quan hệ luôn á. Connection. 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 Connection.
Connection. Connection. Bài cho con đọc anterior abdominal wall layers nghĩa là sao? Anterior là trước hay sao? Trước ha. Abdominal wall layers nghĩa là gì? Phía trước à? Cơ bụng, những cái lớp ha, phía trước của cơ bụng trước, lớp cơ bụng trước. Đó, nhức đầu. Rồi, hít vào mở lồng ngực của bạn theo ba hướng. Đấy, cái nãy mình nói đó. Inhale, open your rib cage. In three dimensions. Yeah, dimensions hoặc là dimensions. Three dimensions nè. Hoặc là rồi. Đây. Inhale, open your rib cage in three dimensions hoặc là dimension gì cũng được hết nha. Three. Inhale, open your rib cage in three dimensions. Yes, sir. Okay. Inhale, open your rib cage in three dimensions. Dimensions. Yeah, dimension, dimensions. Yeah, okay. Đó là một cái từ mà nó có nhiều cách học á. Dimension. Nó ghi là D đúng không? Nhưng nó đọc là dimension. D. Dimension. Thấy ngữ không? Dimension. Đúng không? Dimension. Dimension. Mình nghe sao? Dimension. Ừ, nó đọc là D. Mà nó ghi là D. Thấy ghét không? Ở đây nó đọc là dimension. 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 Okay. So, whatever. Tóm lại là kiểu nào cũng được. Rồi, câu này thì dễ nè. Tại hồi nãy mình cũng có học qua cái chữ dimension rồi đó. Nhớ thêm S vô danh từ số nhiều thôi. Rồi. Dimensions. Rồi, ở đây mình có là đây là không gian ba chiều nè ha. Next. Đóng khung sườn dễ rồi, đúng không? Hết thêm ba hơi nữa. Continue. Three. Breathing. Breath. Breathing. 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 Thì mình nói là mình nói take có nghĩa là hít. So mình có thể nói take three more breaths. Take three more breaths. Đấy. Tại vì take a deep breath có nghĩa là hít một hơi sâu. Take a deep breath. Take a deep breath. Hít một hơi sâu. Để mở cho nghe và có bài đó. Take a deep breath. In the mirror, Taylor Swift. Begin again. Rồi. Nhớ rồi. Rồi. Anh trai rồi chứ làm như nào? Take a deep breath in the mirror. He didn't like it when I breath in the mirror. Deep breath in the mirror. Right. Mirror. Gương. Gương. Meow. 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 And then, giờ mình nói là hết thêm 3 hơi nữa thì mình nói sao? Hi. Take three. Take three breath in. Không, breath là hơi thở rồi đó. Breath. Breath là một hơi thở nè. Đóng cửa. Đóng cửa rồi mẹ. Cô gà mang ra ngoài. Không để. Take three more. Three more breaths. Yes.
Take three more breaths. Take three more breaths. Again, please. Nào. Bước đầu. Một. Ra. Tắt điện này vệ sinh. Bước ra ngoài. Một. Nào, nó phiền. Take three more breaths. Breaths. Okay, take three more breaths. Three more breaths. Pasanya. Take three more breaths. Take three more breaths. This. Right. Thử nha. Này. Breaths. Ừ, hôm trước xem trên TikTok có bà hướng dẫn đọc âm mà thở sờ. Take three more breaths. Đấy. Three, đúng không? Take three more breaths. Yeah, chả ai bắt mình hết. Mình cứ từ từ mà đọc cho nó quen. Sau này nó thành thói quen của mình sao? Thế thì học viên đợi tao nói một câu xong rồi. Ngủ đọc hết xong. Đấy, nhiều khi nói xong là mình cứ đang nghĩ thì bằng gì mày muốn nói gì kêu bệnh nín đi để tôi tập trung và biết tôi tốn bao nhiêu tiền để đi học tiếng Anh không sao. Cứ đang nghĩ ra để nói thì mày muốn nói gì. Ừ, cái này you stay there à, kêu bảo là you stay still, let me see à, you stay still à, stay still. Đấy, ở yên đó. Ok. Stay still. Okay. Stay still. Yeah, stay still là tỉnh hoặc là yên. Ừ. Là... Đấy, nên so stay still. Đừng nghĩ đó, phim ma. Chúng tôi không còn đủ khỏe để coi phim kinh dị nữa. Rồi, nhớ chữ nâng không? Ơi. Chữ nâng á. Cái gì? Chữ nâng cái lên á. Chữ nâng lên á. Là gì? Là cái gì? Động từ nâng lên á là có mấy từ? Nâng lên á. Nâng ấy. Ừ. N-N-N ấy. Nhất lên. Nâng lên á. À, nâng lên. Tiếng Việt mà đã thấy vất vả với nhau rồi. Tôi nghe vào đầu giống cái gì mà ninh lên. Nâng lên á. Cầm cái gì đấy nhấc lên đó. Ừ, nó là gì bên tiếng Anh? Ừ, khi nói tiếng Anh ra mà dễ hiểu hơn. Động từ là gì? Có đâu còn chữ L. Là gì? Chữ lép gì đó. Lép gì đó. Cái gì up lên á. Không, up đúng rồi, gì lép gì đó nhớ không? Ôi giời, ví dụ tôi mà dạy học viên bảo là nhấc một chân lên thì one leg up. Rồi, hai tôi chân lên. Tôi dạy thế đấy. Bow leg up. Bow legs up. Bow legs up. Đấy. Nếu mà bro hơn nữa thì... Thế là đúng hay sai? À, thì phải thêm S chứ ha. Both legs up. Kiếp ngày ẩm đọc sợ quá cơ. Both legs up. Nối với up luôn. Phải nối chứ. Phải biết là nó là rung hay không rung. Rung thì ra giờ. Mà không rung thì ra sờ. Nói cho nó đúng. À. Lát nữa mở cho nghe này nè. Love wins. Ồ, mình nghĩ nó sẽ là Love Windsor hay là Windsor.
N có rung không? N. Rung không? Có. Ừ, rung có. Coi giữ sờ với giờ cái nào rung. Sờ với giờ cái nào rung? Sờ không rung. À, sờ không rung vậy sờ giờ rung. Nên N nó sẽ ra giờ. Hả? Nó rung thì ra rung. Và ngược lại. So, rung á thì nó sẽ ra âm rung. Nó sẽ tạo thành Love wins all. Love wins all. Love wins all. Đấy. Đây có chấm nè. Love wins all. Để mở cho nghe nha. Ok chưa? Chốt câu cuối đi bạn. À, nâng ngửa, nằm ngửa, nâng chân của bạn lên vị trí 90-90. Lying. Gì mà nằm ngửa mà lying? Ừ, cái này nếu mà theo cái gì nhỉ? Nếu mà giải phẫu học ấy thì bọn tôi cũng học là spine với lại prone đi kìa. Ừ. Spine, nhưng mà tôi dạy thì đội ở bên nước bên Mỹ đều bảo là dùng lying, còn nằm ngửa sẽ lying, còn nằm sấp mọi người vẫn dùng lying và cái dùng cái từ face down gì gì. À rồi, face down đúng không? Ừ, face down. Đấy, mặt úp xuống. Face đấy, down. Mọi người thì chị sẽ dùng kiểu lying and face down. À, lying face down hả? Ừ. Nằm. Đấy, nằm sấp. Còn đấy thì còn từ nếu lúc mà lie face up thì à lying là chắc là đang lying nói đấy. Như là lying này á là từ ly dài đấy đấy. Là à, nó chính là từ ly ngắn thêm in nha. Lying face down nè. See? À, mình không cần nói là lying đâu mà mình chỉ cần nói là lie face down, nằm úp xuống. Tại lying này là thêm in, nó phải nằm trong một cái câu dài á, kiểu giống như là sao ta, nó phải có nằm trong một câu dài á thì nó mới lying. Hay là các chị ấy chỉ nói là tự nhiên nhào vô câu là lying face down vậy hả? Không, thì ví dụ cái lúc mà đang ở tư thế đứng mà tôi bảo xuống nằm nằm ngửa ấy thì tự hỏi là nếu mà thế thì chị sẽ dùng từ nào, thì chị bảo sẽ dùng lying, còn nằm sấp thì sẽ là lying face down. Không không thì cũng không cần phải thêm s đâu. Thế mình không cần bình thêm thường in thì đâu bà sẽ dùng từ nha. Thế vì bình thường bà sẽ dùng từ gì, cũng dùng surprise gì gì kia spine, gì ha, spine. Yeah. Đấy, nếu mà dùng spy thì hình như mọi người không hiểu ấy. À, chắc là nó cũng chuyên môn. Ở bên này, cái đội Việt Nam toàn là spy. Chắc cái đội Việt Nam không thực tế bằng cái đội cái đội kia ha. Cái đội ở bên đấy. Ừ, đúng rồi. Đội bên đấy thì người ta bản địa rồi, người ta nói gì mình cứ tiếp thu thôi. Đấy. Đội Việt Nam thì hơi từ vựng chuyên môn. Đấy. Thì mình cứ cái nào mình dễ thì mình làm thôi. Ha. Ừ. Rồi mình có like kiểu nhiều lúc tôi dậy tôi cũng hỏi ấy. Ừ. Rồi sau vậy người ta nói like in thì mình cứ like in với người ta thôi. Tôi hỏi hai chị luôn. Ừ. Thế nào? Tại vì tôi dạy đối với Mỹ nhiều lắm. Ừ. Đây. Đây. Line face up nè. Ok, thế thôi. Thường thì người ta phải có kiểu woman lying face down kiểu vậy đó, hoặc là a man lying face up, tại vì người ta đang trong một câu rút gọn mình đều quan hệ một người đàn ông, người mà đang nằm ngửa mặt đấy thì nó mới có lying face down, lying face up. Nhưng không không thì lying nếu mà face kiểu up chỉ dùng một từ không thì chỉ dùng ấy à? Kiểu giống như vậy á, kiểu chin up. Chứ đâu có ai nói hoặc là mình kêu là tail your head đúng không? Ý là nếu mà chỉ dùng bảo nằm ngửa ra thì sẽ dùng spine. À, nằm ngửa ra thì lie. Còn một cái nằm sấp nữa nha. Còn một cái nằm sấp là lie on your stomach.
Đấy, nằm sấp đấy. Nằm lên bao tử nghĩa là nằm sấp. Lie on your stomach. Dài quá đúng không? Dùng cái lie free down thì nó dễ hiểu. Thế dễ hiểu hơn. Ừ, vậy thôi. Vậy thế thôi. Rồi, vậy thì cứ nói theo người ta đi. Người ta nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Cấm cãi. Việt Nam không, Việt Cộng không được cãi. Thế bà đang dạy đội kia là nếu mà nằm ngửa thì là đọc nói sao? Toàn là spy với bron không à? À thế ạ. Đội Việt Nam thì rất là sách với vở. Thì đúng là khi đi học học giải phẫu, trong cái giải phẫu sẽ dùng đấy. Thì cũng giống. Thế cái mà gập cổ chân, duỗi cổ chân thì bà đang dạy đội đấy như nào? Flex á, flex your ankle, flex your cổ chân là gì ta? Cổ chân là gì? Ankle joint. Ankle joint, ha? Ankle joint. Nó phải là joint, joint. Ha? Không joint. Được đọc nối luôn thành joint mà là joint. Joint, joint. Yeah, joint. Đấy. Rồi thế thôi. Rồi. Chú Hà. Rồi, đêm nay đừng mơ thấy nhau nha. Ám ảnh quá. Thank you. Have a good night. Okay, bye bye. Yeah.